Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bạch tuộc nhỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ sứa nhỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ sao biển nhỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu đen. Bức tranh con cải ly và con trạch biển, con chuột túi. Vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Các sản phẩm của mình đã được hoàn thành. Mình xin gửi tặng lại đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh xem video của mình. Các bạn ơi, hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Đây là con chuột túi các bạn. Thế thì hãy ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đun nước màu và mình sẽ đun màu, đó là bức tranh con cá kiếm. Bên này thì mình sẽ tô màu bức tranh con cá lồng. Đây là mình sẽ tô màu bức tranh con cá lòi để tặng cho các bạn tất cả là cá. Mình sẽ dùng màu đen để tô màu bức tranh con cá kiếm hình nhé. Sau phần màu đen này mình sẽ xỏ hạt màu nha mọi người. Đây màu đầu tiên của mình nhé. Đây là màu đầu tiên của mình. Mọi người, đây là phần đầu tiên của mình màu đen nha. Tiếp theo là mình sẽ xỏ hạt chữ. Mình xỏ hạt chữ sắc màu nha. Mình sẽ dùng màu cam để tô màu bức tranh con cá mặt lòi. Có quê em học ở trường nào? Em học cùng năm. Cùng lớp đúng không? Không, em học cùng trường thôi. Bạn của em? Bọn em bạn lớp cũ mà. Là như nào? Là từ lớp 1 đến lớp 9 bọn em học cùng nhau. Thôi vậy. Mình sẽ dùng màu vàng để tôi cho cái khác. Em tưởng là học cùng nhau 12 năm ấy, xong lúc mà vào trường em bị chuyển lớp nên là không có học cùng nhau nữa. Đâu, cái đợt em ban đầu bọn em là có 3 lần ra nhận lớp thì 2 lần đầu tiên em có bị chuyển đâu, có bị làm sao đâu, thì thôi không làm sao. Ai biết được là lần cuối cùng chuyển lớp cũng là lần cuối cùng xin được thôi. Chuyển em đi mất. Em bị tách. Ô, cơm học xong rồi. Cơm ra trường rồi. Xong hết rồi. Được bằng chưa? Chưa, không được 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 được. Nó sắp khác đi rồi, tao ơi. Đấy. Nó sắp bế luôn đi rồi. Trường nó xin việc cho thì
Ngon quá. Anh không đi bộ đội. Nếu mà con em đi bộ đội mà. Bắt đầu phải đi. Tôi không phải đâu. Đã đi gọi đâu. Có chuyện gì nó gọi. Không đi làm được giải. Cái thằng Tuấn Anh nó đi xong nó về này. Bố mẹ nó chạy tiền cho nó về. Thì có cái thằng này. Tuấn Anh nào? Ở xóm 3 ấy. Đi được mấy hôm xong chạy tiền về đấy. 204 đấy. Các bạn ơi, vậy là sản phẩm con cá kiếm của mình được hoàn thành, mình xin được tặng các bạn. Các bạn ơi, vậy là con cá mặn lòi đã được hoàn thành nhé. Các bạn ơi, vậy là con cá lột đã được hoàn thành, xin được tặng các bạn. Giờ mình các bạn hãy nhấn like và bấm kênh của mình nhé. Giờ mình sẽ xỏ phần hạt chữ cuối cùng nha mọi người ơi. Mua quần áo đi để dành. Mua quần áo để dành đi để hôm nào đi tập trạng. Thôi em rủ nghĩa với Thành mua quần áo rồi. Em rủ thì nó mua áo khoác mua đem rồi, ăn đi em rồi. Ừ, mua không có đi. Mua mặc một đâu. Mọi người ơi, đây nha, đây chiếc vòng của mình hoàn thành rồi nhá. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, đây là chiếc vòng của mình. Chiếc vòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là chiếc vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.